Đà Nẵng là đến năm 2050 là rơi vào khoảng 9,5 tỷ người. người. Thì như vậy là vấn đề đô thị hóa, giao thông là một cái gánh nặng nối cho nhiều quốc gia. Chính vì vậy là các chính phủ thường xuyên đi tìm kiếm một cái giải pháp giao thông làm thế nào để tối ưu nhất, về giá cả thì gọi là rẻ nhất, về môi trường là thân thiện nhất, về vấn đề an toàn nhất. Thì Segway hiện tại bây giờ Rồi đang là một cái giải pháp gọi là trong trong những những điểm điểm sáng sáng của của thế giới. Tôi thấy đây là một trong những cái công nghệ mà giải quyết được vấn đề đó. Chúng ta đang giải quyết được vấn đề đó. Và tôi thấy tất cả chúng ta hiện tại bây đang tài trợ vào cái công nghệ trong giai đoạn khởi nghiệp và cuối giai đoạn khởi nghiệp. Thì theo tôi đánh giá rằng trong thời gian không xa nữa thì những cái thành quả chúng ta sẽ đạt được. Vâng, tôi xin chúc tất cả các nhà tài trợ trên toàn Việt Nam và trên toàn thế giới gửi tới tất cả các nhà đầu tư một lời chúc sức khỏe, may mắn và đạt nhiều thành công trong thời gian sắp tới. rất là cảm ơn chị Hiền. Xin chào tất cả quý vị, các bạn đang thì theo dõi Zoom của chúng ta. Tôi cũng rất là bất ngờ khi mà chị Hiền chị cho tôi nói chuyện sau anh Tâm. Cũng chia sẻ với quý vị một chút, đó là khi mà tôi có một cái duyên biết đến Segway thì anh Tâm cũng là người chia sẻ cho tôi, và tôi đầu tiên là tôi trước đó thì tôi cũng đi tìm rất là nhiều cơ hội để mong muốn rằng là mình cống hiến một cái điều gì đó cho xã hội. Thế thì cũng rất là may mắn khi mà tôi gặp được Segway thì anh Tâm anh có chia sẻ cho tôi, và tôi cảm thấy rằng là đây là một cái cơ hội xứng đáng để mình cống hiến. Và cái ngày đầu tiên khi mà thực ra như này ạ, để mà lên được cái cấp bậc Sky Expert thì tôi nghĩ rằng là sống lâu lên lão làng. Nếu như chúng ta cố gắng, tất cả mọi người đều cố gắng phát triển Segway thì tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ lên Skyway, Sky Expert, đúng không ạ? Vâng ạ, và chỉ cần chúng ta cố gắng tập trung và hết sức mình để cống hiến một cái dự án mang lại giá trị cho cả thế giới thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều làm rất tốt, đúng quý vị? Vâng ạ. Và dĩ nhiên để lên được cái Sky Expert thì chắc chắn nếu như ngày hôm nay tôi lên thì chắc chắn không thể thiếu quý vị, đúng không ạ? Thì nhân tiện đây cũng thay một lời cảm ơn với tất cả những cái quý cổ đông đã tin tưởng chúng tôi, đã tin tưởng Sideway để ngày hôm nay tôi có vinh dự để nói chuyện với quý vị. Vâng, và tôi cũng một lời gửi lời cảm ơn đến các ban lãnh đạo của công ty, gửi lời cảm ơn đến chủ tịch Zubiki của chúng ta đã tạo cái cơ hội để cho tất cả chúng ta có một cái môi trường để phát triển và môi trường để cống hiến để Segway ngày càng lớn mạnh. Vâng, và tôi mong muốn là tất cả các cổ đông của chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để gây dựng Segway ngày một lớn mạnh hơn nữa, được không quý vị? Vâng, và cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin một tràng pháo tay cho bạn Khoa. Và bây Xin giờ lỗi chị Hiền anh ơi, Hiền. chị Hiền ơi, thế này, Alo. bây giờ là đang có rất nhiều người đang muốn vào trong Zoom mà không đủ, bởi vì dung lượng chỉ có 100 người thôi. Và hiện nay là ông Frank Sola vẫn không vào được và một số người không vào được, cho nên nói với anh Hiếu và cái admin ấy là mở cái mở rộng Zoom lên cho, mở rộng cái số lượng lên cho, bây giờ chỉ còn 100 người là không ai vào được nữa. À thế ạ. Thế bây giờ Sola thì nói với ai hả anh thế? Hiếu. Hiếu à, Hiếu ơi. Hiếu Anh à. Hiếu Hiếu mở rộng đây đây bây giờ Tâm đang mở đấy ạ. Chờ một chút ạ. Tức là ông Francis Sola vẫn chưa vào được. Đã có nhiều người đang có rất Rất nhiều nhiều người người mà rất không nhiều vào nổi, thì ông Sula vừa nói là ông không vào được. Tắt đi, tắt đi. Anh nói đi. Tức là những người mình có thể ngồi hai người một máy được đấy. Mọi người ơi, tức là nếu mà ai đó mà ngồi cạnh ai đó thì mình có thể ngồi hai người một máy và tắt mất máy đi. Thì lúc đấy là chúng ta có thể sẽ nhiều người được vào được hơn. Đây mà nói đi. Bây giờ em là em quên. Đâu? À bây giờ hả? Trong web mình lên lên đang gọi À thế à? mình gọi thì làm tiền. Mọi người ơi, tức là nhớ nếu mà ai đó ngồi cạnh ai đó thì chúng ta tắt bớt máy đi và ngồi hai người với nhau, giống như tôi đang ngồi với bạn Khoa này, rồi bạn Linh thì đang ngồi với bạn Tiến Anh chẳng hạn, ví ơi, dụ như vậy. chào Tiến nhá.
nhìn thấy không? Sau 10 phút nữa thì sẽ nâng được cấp lên. À, và bây giờ thì là không, tức là phải giao lưu đã. Bây giờ khi giao lưu, bây giờ anh sẽ cho anh Công, Công ơi, bây giờ là xin giới thiệu với mọi người. Công ơi, Công sẽ nói nhé. Bây giờ là chị sẽ giới thiệu Công với tất cả mọi người đây này. Công ơi, Công nói đi, chị giới thiệu Công với mọi người rồi đấy. Alo, xin chào cả nhà. Xin chào Công. Chào tất cả các anh chị em, tất cả các nhà của ông Skyway nha. Rất là vui khi hôm nay được ngồi đây giao lưu và chia sẻ một số... Alo, xem có còn réo không nhỉ? Ok, ok, được rồi. Công nói đi. Nhớ là nói một câu vừa vừa để chị còn dịch nhá. Chào mừng tất cả các cổ đông Skyway Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Lần đầu tiên cho Công xin gửi đến tất cả các quý vị cổ đông một lời chúc sức khỏe. Mình tên là Đặng Vi Công, quê thì ở Lạng Sơn. Công thì cũng biết đến Skyway từ cuối 2017, thì cũng tham khảo qua một số thông tin, thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt, nên Công cũng quyết định hợp tác từ bắt đầu 2018. Добрый день, друзья. Xin chào. Hello. Xin chào. Francisco là xin chào. Xin chào. Xin chào. Ôi, tốt cơ sẽ chết là visit vào. Xin chào. Công nói tiếp đi. Ông Francisco là... ông Francis Sola, ông ấy mới vào được và ông ấy xin chào mọi người. Francis Sola. Xin lỗi chị Yến ơi, anh Công chỉnh lại micro, chỉnh lại camera cái, không nhìn thấy ạ? Công chỉnh lại camera, mọi người không nhìn thấy mặt của Công mà lại nhìn thấy mặt của Lợi. Sorry, nhìn thấy Công chỉnh lại nhé. Mình ngồi đây thì nhìn thấy Công rất rõ. Thấy mà đúng không? Cả nhà thấy không? Ok, nói tiếp đi Công ơi. Ok. Đó thì trong quá trình hợp tác thì Công cũng cảm thấy là cái những thời năm đầu tiên thì cũng xưa về thì cũng chưa nhìn thấy những cái tính khả thi lắm, nhưng mà càng ngày thì Công càng có niềm tin, và khi mà nhìn thấy cái niềm tin đấy được thể hiện thông qua những cái kế hoạch phát triển của tập đoàn của ngài Iriki, và đến ngày hôm nay chúng ta nhìn nhận thấy được một điều là cả thế giới đang hướng đến công nghệ của chúng ta. Và Công cảm thấy đây là một điều rất là may mắn khi Công biết đến tập đoàn, và rất là may mắn khi mà Công đã lựa chọn và hợp tác cùng tập đoàn. Và Công tin tưởng rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ có những cái thành quả rất là lớn từ việc phát triển công nghệ của chúng ta ra thị trường thế giới. Và trong thời điểm này thì đại dịch Covid cũng đang bắt đầu ảnh hưởng lại đến Việt Nam, thì Công cũng xin hứa với lòng mình và hứa với tất cả các cổ đông là Công sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy cho sự phát triển của tập đoàn trong thời gian tới. Và lần cuối cùng thì Công xin gửi đến tất cả các quý vị, các cổ đông, các anh em lãnh đạo một lời chúc sức khỏe và một buổi tối tràn đầy năng lượng. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Dạ. Và bây giờ thì đề nghị bạn Thơ bạn Thơ và bạn Lợi ngay bên cạnh bạn Công thì chuẩn bị luôn. Thì bây giờ không biết là Thơ hay Lợi nói trực tiếp. Thơ ơi, bắt đầu đi. Xin được chào tất cả toàn thể các anh chị em là nhà đầu tư của tập đoàn Skyway. Cho em được gửi lời chào đến hai lãnh đạo nói tiếp đi. Khi mà đến với tập đoàn Skyway cũng chưa hiểu nhiều về cái công nghệ của tập đoàn Skyway, nhưng vì Thơ thấy nhìn thấy ông chủ tịch của mình là một trong những người mà rất là có tâm, có tầm, có tài, có đức và có tình yêu thương nhân loại, chính vì thế nên Thơ đã đồng hành cùng với tập đoàn Skyway và nỗ lực giúp cho các anh chị em trong hệ thống luôn luôn phát triển và sở hữu được nhiều tài sản, đặc biệt là lan tỏa giá trị của tập đoàn Skyway đến với mọi người. Nói ngắn để chị còn dịch, nói ngắn để chị còn dịch. Cũng từ khi mà bắt đầu đầu tư với tập đoàn Skyway, Thơ đã qua tập đoàn vào cái dịp mà năm 2018 khi mà Thơ mới tham gia, thì Thơ đã được ôm ông chủ tịch. Chính vì đó là động lực nên là Thơ đã về Thơ cảm thấy là tình yêu của ông đối với nhân loại, với các nhà đầu tư. Ông không những là làm nhiều hơn nói nữa, mà ông còn khiến cho thế giới phải khâm phục những cái gì mà ông đang làm cho thế giới. Năm 2018 thì Thơ xong bên công viên thử nghiệm, và ông chủ tịch khi mà nhắc đến người Việt Nam ấy, ông chủ tịch rất là ngưỡng mộ
ngưỡng mộ Việt Nam, người Việt Nam, và lúc đó Việt Nam chúng ta cũng đang là một trong những cái quốc gia dẫn đầu về thị trường, vừa phát triển và là tốt trong những cái đất nước mà đầu tư mạnh. Đó là lý do tại sao mà Thơ muốn cho hệ thống của mình khi đã tham gia vào giấy vui rồi phải tự hào về những cái gì mà họ đã bỏ công bỏ sức ra để làm việc. Và cho em xin được nói một lời cuối để cho nhường lại cho các anh chị, đó là khi mà đã tham gia trong cái thị trường này rồi, Thơ cũng rất là mong muốn tất cả các anh chị em là leader luôn luôn yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ các cái anh chị em mới đã tham gia vào nhóm của chúng ta càng ngày càng phát triển và họ hiểu được giá trị của tập đoàn Thế Vui mình, vì đây là công ty của chính chúng ta. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị em và các ban lãnh đạo. Cảm ơn chị Hiền. Và bây giờ đến Lợi nhé, Lợi nói luôn nhé. Bạn Arachom, bạn ấy nói rằng là đã có 130 người ở trong hệ thống của chúng ta rồi và sẽ có vào thêm được nữa đấy, các bạn cứ yên tâm. Và bây giờ thì chúng ta cứ bắt đầu thôi. Và Rasta Lợi, Lợi nói đi, chị đang giới thiệu em là top expert trẻ nhất thế giới đấy. À, vâng ạ. Nói tiếp nha, cho cháu xin gửi tất cả gửi lời chúc cho tất cả cô chú anh chị và nhà đầu tư của Skyway buổi tối thật là vui vẻ với cùng những thông tin của tập đoàn Skyway. Và lý do mà khi mà bắt đầu cháu đến với công nghệ của Skyway thì đầu tiên là đặc biệt là cái công nghệ này trên thế giới là chưa từng có, và nó là một công nghệ rất là thông minh mà chưa từng có, mà mình lại được quyền là mình có thể đầu tư vào đây đó. Và đây là một công nghệ giao thông, nó chỉ là một phần trong cái công ty tập đoàn Skyway mà chúng ta có 150 dự án của ngài chủ tịch Anatoly Zhukin. Và khi mà cháu đầu tư vào cái công nghệ của Skyway này thì cháu càng tìm hiểu nhiều những thông tin liên quan đến công ty và tập đoàn, thì lại có rất là nhiều thông tin mà khiến mình bị cuốn hút và bị hấp dẫn bởi những công nghệ của tập đoàn Skyway và thông tin liên tục hàng ngày công ty luôn cập nhật cho các nhà đầu tư. Và lý do tiếp theo đó là đây là một cơ hội rất là tuyệt vời chưa từng có để mà mọi người có thể sở hữu được cái số lượng cổ phần của một tập đoàn rất là lớn, và nó là cơ hội giúp cho tất cả mọi người gia tăng tài sản của mình mà những gì chúng ta đang đi làm để tìm kiếm và tự do tài chính. Và khi mà chúng ta tìm hiểu được những thông tin thực sự tập đoàn của Skyway thì đây cho được coi nó là một sự nghiệp của mình và tâm huyết với tất cả 100% những gì mình có thể làm được với tập đoàn, và mình cống hiến hết sức. Và khi chúng ta có những đội nhóm lớn mạnh và khi công ty Skyway IPO thành công thì chúng ta cũng có một trong những phần đó là luật nhân quả, giúp chúng ta đã giúp được rất là nhiều người trở nên thành công và tự do tài chính trong cái việc của chúng ta giúp họ, và đó là phước lộc của chúng ta. Và cháu mong thì tất cả những leader có thể sở hữu giúp được tất cả mọi người, giúp được rất là nhiều người có thể sở hữu và sở hữu nhiều cổ phần của Skyway, và đội nhóm của Việt Nam sẽ hùng mạnh. Cháu xin chào tất cả cô chú chị và các lãnh đạo mọi người đối với ạ. Tôi xin hết ạ. Top experts Nguyễn Minh Tuyến. Tuyến. Xin chào tất cả các quý cổ đông Skyway Việt Nam và quốc tế, tất cả các lãnh đạo. Tôi tên là Nguyễn Minh Tuyến. Hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được dự cái buổi Zoom giao lưu với tất cả cổ đông quốc tế Việt Nam. Vâng, tôi đến với Skyway là cũng đầu năm 2018, một lần rất là tình cờ. Tôi được một người chị giới thiệu và chị cũng ngồi cạnh nhà tôi đây, là chị Mô Trinh Phan Điệt rồi. Và lần đầu tiên thì tôi được các anh chị em cổ đông đầu tư trước giới thiệu cho tôi cái sản phẩm này, và tôi nhìn thấy cái công nghệ của Skyway là tôi đoán chắc, và tôi nắm chắc, tôi khẳng định chắc rằng là cái đó là một công nghệ trong tương lai, công nghệ rất là tiềm năng. Và sau chỉ là khoảng 60 phút trao đổi, tôi đã quyết định tôi đầu tư và ủng hộ cái tài chính của mình cho cái công nghệ này. Sau đó thì có thời gian tôi càng tìm hiểu sâu và tôi càng thấy yêu cái dự án, và tôi càng thấy tin tưởng cũng như là tôi gắn bó với tập đoàn, với Skyway nhiều hơn, và từ cái đầu năm 2018 đến bây giờ. Ở ngoài kia thì có rất nhiều những cái công ty khởi nghiệp, có rất nhiều những cái lĩnh vực công nghệ cũng như là những cái doanh nghiệp kinh doanh về những lĩnh vực sản phẩm khác nhau. Nhưng tôi dám khẳng định với quý vị rằng là
trên thế giới này riêng Skyway thì chỉ có một, không có một cái công nghệ nào mà lẫn với công nghệ Skyway được. Tôi khẳng định rằng Skyway nó là một cái cuộc cách mạng thực sự trong cái lĩnh vực giao thông vận tải toàn cầu. Mà đã là cách mạng thì khi cách mạng thành công thì chắc chắn là chúng ta sẽ giành được cái thành quả, gọn thành là cái thắng lợi rất là lớn. Hơn 2 năm qua tôi đã theo dõi cũng như là phân tích rất nhiều những thông tin về Skyway, và đến bây giờ tôi có thể khẳng định với quý vị rằng là cái cuộc cách mạng chúng ta đã giành chiến thắng đến hơn 90% rồi. Mọi cái sự rủi ro từ những cái ngày đầu từ của ông Zilicki, ông chủ tịch đã mấy chục năm trước, ông đã công hiến và lao động rất vất vả. Vâng, còn nói về khía cạnh đầu tư thì tôi thấy rằng là rất khó để chúng ta để sở hữu được một cái lượng cổ phần của một cái công ty nước ngoài thực sự của một cái công nghệ rất là lớn, đúng không? Công nghệ giao thông làm thay đổi thế giới, rất khó để chúng ta sở hữu được những cái cổ phần của công ty như vậy ở trên công ty đẳng cấp thế giới và ở châu Âu, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta được sở hữu cái lượng cổ phần của một cái công ty công nghệ như này ở cái thời kỳ điểm sơ khai, có nghĩa là cái thời điểm của nó rẻ hơn thị trường và thấp hơn cái giá định giá của thị trường rất là nhiều, đúng không ạ? Nó rất là khó, đúng không ạ? Và trên thế giới rất hiếm những cái công ty mà dùng cái hình thức crowdfunding, huy động vốn cộng đồng từ nhân dân như thế này mới có những cái cơ hội để cho anh chị em chúng ta, để cho tất cả những cổ đông trên toàn cầu, những cái người trung lưu, người nghèo được sở hữu một cái lượng cổ phần rất nhiều từ cái của cái công ty tại cái thời điểm sơ khai như thế này. Chính vì vậy là anh chị em chúng ta, những cái cổ đông, những cái nhà tài trợ cho Skyway từ những cái giai đoạn trước, kể cả những bây giờ, thì chúng ta hãy cùng chung tay giúp đỡ công ty, giúp đỡ tập đoàn huy động được những cái số vốn để cho công ty đi đúng cái lộ trình họ vạch ra. Và đồng thời thì chính chúng ta cũng sở hữu cho mình và gia đình cũng như là đội nhóm chúng ta được cái lượng cổ phần được nhiều nhất để giúp cho gia đình cũng như giúp cho mọi người có cái tài chính, có cái tài sản sau này. Đó. Và một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo trong Skyway Community. Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả các quý vị cổ đông Skyway Việt Nam, cổ đông quốc tế. Xin Vượng ơi, bây giờ đến lượt Vượng nói nhé. Bây giờ Vượng nói thì chị sẽ Vượng Phùng Công Vượng Top Express. Dạ vâng. Xin mời. Em nói ngắn để chị. Vâng ạ, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào ông Ngài Markov và Ngài Sola. Xin chào toàn thể. Em nói đi. Hôm nay là một buổi tối rất là đặc biệt, đúng không ạ? Dạ vâng. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ngồi để trò chuyện, để cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm và cái cảm xúc của chúng ta đối với đại nghiệp Skyway, đúng không ạ? Tôi sẽ giới thiệu tôi là Phùng Công Vượng, tôi là Top Express Skyway Việt Nam. Và tôi rất là may mắn được biết và đến với tập đoàn Skyway thông qua Mr. Triệu Tâm. Và một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Vượng đến với Skyway từ đầu năm 2017 đó. Và với sự hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều của Tâm từ những ngày đầu, thì em Vượng đã gây dựng được một cái sự nghiệp, có thể nói là sự nghiệp cuộc đời. Và đến bây giờ trải qua 4 năm thì một điều rất là tự hào đó là doanh nghiệp của em Vượng đã có 11 top expert. Bravo. 44 expert đó. Dạ vâng. Và có thể nói với một điều chia sẻ là trong cái thời đại một cái thời đại mà xã hội các cái sân sàn điên loạn, đúng không ạ? Nên để mà chúng ta giữ được bản thân chúng ta một cách an toàn, không bị các dự án, các sân sàn nó cuốn đi, thì đó là một điều rất là quan trọng, quyết định sự thành công cho chúng ta, được không ạ? Và điều Vượng muốn gửi gắm tới toàn thể anh chị em cổ đông Việt Nam và cổ đông toàn thế giới, đó là Skyway là sự lựa chọn hoàn hảo. Skyway mang lại cho chúng ta sự an toàn, mang lại chúng ta một tương lai. Chúng ta may mắn là cổ đông, đúng không ạ, nắm giữ cổ phần của tập đoàn giao thông quy mô toàn cầu. Và với bản thân em Vượng, đó là một điều có thể nói là không tưởng nhưng nó là sự thật. Bởi vì là để trở thành cổ đông, để trở thành lãnh đạo nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp, đúng không ạ, đòi hỏi rất nhiều điều lớn lao. Nhưng với Skyway thì Ngài Chủ tịch và tập đoàn đã lo tất cả những điều lớn lao đó rồi. Việc của chúng ta chỉ là
việc của chúng ta chỉ là tin tưởng nắm giữ cổ phần của tập đoàn càng nhiều càng tốt, cũng như lan tỏa cái giá trị của tập đoàn đến cộng đồng càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Thế là chúng ta thành công thôi ạ. Điều nhất của Segway thì là, vâng, những điều tuyệt vời nhất của Segway thì mọi người đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và bây giờ Vượng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ban lãnh đạo công ty cùng toàn đổ cùng toàn thể các anh chị em lãnh đạo. Đó. Và chúng ta hãy cùng nhau cống hiến cho một Segway đại thắng cả nhà nhé. Bạn Vũ nói đi. Trịnh Nguyên Vũ. Bây giờ đến lượt Trịnh Nguyên Vũ nói nhé. Trịnh Nguyên Vũ. Lời đầu tiên thì cho Vũ xin chào toàn thể quý lãnh đạo cũng như tất cả các cổ đông và đối tác của Segway. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trịnh Nguyên Vũ, thạc sĩ kỹ sư Trịnh Nguyên Vũ. Thì ngành nghề chính của Trịnh Nguyên Vũ là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phân bón, nhưng từ ngày được biết đến Segway thì Trịnh Nguyên Vũ đã nghỉ cái kinh doanh của mình và đã đồng hành cùng tập đoàn Segway. Thì qua cái quá trình đầu tư từ ban đầu là 15.000 đô, thì sau này Trịnh Nguyên Vũ thì ở vùng Tây Nguyên xa xôi thì cũng may mắn gặp được Vũ Việt Khoa, rồi Nguyễn Đạt Hùng, Đặng Phi Công và Trịnh Thị Kim Thơ. Thì qua cái những cái thời gian đi tìm hiểu thì mình thấy đây là một cái cơ hội rất rất tuyệt vời. Và Vũ khi mà đi sâu nghiên cứu thì Vũ biết đây là một cái tập đoàn đang khởi nghiệp, và mình không thể nào mà mình góp một số tiền vào đó rồi mình ngồi chờ được. Thì ngài chủ tịch Unicky năm nay đã 71 tuổi, và ngài đã hy sinh cả cuộc đời mình cho cái công nghệ và giải quyết được rất rất nhiều cái vấn đề về vấn nạn về giao thông. Thì Vũ cảm thấy phải có trách nhiệm đồng hành khởi nghiệp cùng ngài Unicky. Và trong cái quá trình làm đồng hành cùng cái tập đoàn Skyway thì cũng có rất nhiều cái khó khăn và thách thức. Chỉ có cái niềm tin mãnh liệt về ngài Unicky và cái công nghệ của ngài, thì Vũ đã vượt qua tất cả những cái dư luận cũng như là cái đàm tiếu của gia đình. Thì cái động lực chính để Vũ vượt qua những cái khó khăn đó là Vũ nghiên cứu rất rất nhiều về ngài chủ tịch Unicky, và Vũ thấy cái cống hiến của mình và những cái mà mình khó khăn đang gặp phải thì chưa là gì với ngài Unicky cả. Và tập đoàn chúng ta thì theo Vũ cập nhật thì cũng là ở trong giai đoạn là gần về đích. Và Vũ cũng chúc tất cả các cổ đông cũng như đối tác Segway vững niềm tin, vững tay chèo, đồng hành cùng ngài Unicky. Và Vũ lời cuối Vũ xin chúc ngài chủ tịch, ban lãnh đạo của tập đoàn Segway và các nhà đầu tư cũng như đối tác trên toàn cầu một buổi tối thật là năng lượng và thành công trong tương lai cùng tập đoàn Segway. Rồi, xin chào mọi người. Và bây giờ thì sẽ đưa microphone cho Cường nhé. Cường nói nhé. Nguyễn Cao Cường, Top Experts. Xin chào tất cả các cổ đông cũng như là ban lãnh đạo công ty. Lời đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Cao Cường. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài chủ tịch Unicky đáng kính của chúng ta. Sau khi tôi đã trải qua xem 6 tập mà nói về cuộc đời của ngài Unicky thì tôi thật sự thấy mình rất chỉ là may mắn và hạnh phúc. Và tôi biết rằng sau khi cả thế giới đang trải qua một cuộc đại dịch rất khó khăn, và điều đó càng nói lên sản phẩm của ngài Unicky cần phải sớm tiến ra thị trường. Đại dịch cho cả thế giới biết rằng nguyên nhân chính để dẫn đến ô nhiễm môi trường cũng như là các
vấn nạn của xã hội. Và điều đó càng minh chứng một điều, sản phẩm Segway mà ngài chủ tịch chúng ta đã cống hiến cả cuộc đời của mình càng phải ra thị trường càng sớm. Tôi đã trở thành đối tác của tập đoàn cách đây hơn 3 năm. Và thêm một lời cảm ơn đến một người anh, đó là anh Đặng Phi Công và một người em, đó chính là người em Vũ Việt Khoa đang ngồi bên cạnh chị Hiền. Người đã cho tôi một cơ hội có thể nói là thay đổi cả cuộc đời mình cũng như là tầm nhìn trong tương lai. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các đối tác trong hệ thống của mình đã đồng hành và tin tưởng cũng như cố gắng để lan tỏa những điều tuyệt vời từ sản phẩm của ngài Imski. Một lần nữa, tôi chỉ biết nói rằng tôi hết sức cảm ơn tất cả mọi người và chúc cho tập đoàn Segway của chúng ta cũng như chúc cho tất cả các cổ đông của chúng ta hãy lan tỏa càng nhiều, càng rộng hơn nữa để cho sản phẩm của chúng ta sớm được hiện thực hóa. Cảm ơn. Đặc biệt cảm ơn người phiên dịch xinh đẹp, đó là chị Hiền. Người thưa ok, chúc tuổi bự. Hùng ơi, Hùng, Nguyễn Đạt Hùng nhé, bây giờ đến Nguyễn Đạt Hùng nói đi. Okay. Xin chào lãnh đạo công ty và các anh em cục ở Việt Nam. Hôm nay rất là công viên may mắn là chúng ta được ngồi lại với nhau trong cái buổi họp mặt với ban lãnh đạo công ty của Community Segway Capital. Xin chào. Hôm nay chúng ta có những cái tâm sự chia sẻ với nhau về quan điểm, đánh giá cũng như nắm bắt về cơ hội Segway. Thì cá nhân Hùng cũng chia sẻ về cái cảm nhận của mình với Segway trong cái thời gian qua và rất may mắn biết đến Segway. Cảm ơn bạn Khoa đã mách cho Hùng biết đến Segway, một Sky Expert của công ty và người dẫn dắt giúp đỡ cho Hùng đến ngày hôm nay có trên 10 người Expert và trên 43 người là Expert. Thì cũng đó là bạn Tâm cũng những anh em đồng hành như bạn Công, bạn Tuấn Anh Cường và rất nhiều anh em đồng hành cùng với Hùng trong thời gian ban đầu. Bây giờ Hùng nói, sau đó thì sẽ đến ông Vladimir Maslov nói, tại vì sau đây là ông ấy phải đi đi dạy. Ok, xin chào Hùng nói tiếp đi. Hùng cảm nhận, Hùng đánh giá cá nhân của Hùng khi bắt đầu những ngày đầu tiên mà bạn Khoa, bạn chia sẻ về Segway. Hùng thấy Segway rất tiềm năng. Với cái tài năng của ông Junicki, nghiên cứu cả một cái quá trình đánh đổi bằng thời gian và những cái tâm huyết của ông, cũng như cái sự phát triển và xu thế về công nghệ giao thông là một giải pháp rất ưu việt cho đến ngày hôm nay, chứng minh cho thế giới thấy công nghệ Segway đang là một trong công nghệ làm thay đổi về thế giới vận tải của thế giới. Cảm ơn công ty, cảm ơn ông Junicki và cảm ơn quỹ ban lãnh đạo công ty Skyway Community Segway Capital đã có những cái chương trình phân phối đại lý là chương trình crowdfunding để giúp cho người Việt Nam được tiếp cận đến cơ hội để sở hữu cổ phần trong cái giai đoạn startup của Segway. Chúng ta đang nắm giữ cái cổ phần của một công ty công nghệ trị giá hàng trăm tỷ đô. Đây chính là một cơ hội cho những người mà chúng ta chưa từng bao giờ sở hữu cổ phần của một công ty nào. Và đặc biệt những công ty lớn mạnh, trị giá lớn hàng trăm tỷ đô như Segway. Cảm ơn chị Hiền. Chúng ta đang thực sự đang có cơ hội và cũng là cơ hội trong giai đoạn cuối cùng khi nắm bắt vào công nghệ Segway và tài trợ vốn cho Segway. Và tôi tin tưởng rằng với cái sự mong muốn và sự nỗ lực của ông Junicki và sự hỗ trợ giúp đỡ của ban lãnh đạo Segway Capital thì thị trường Việt Nam sẽ là một trong những thị trường lớn mạnh nhất thế giới về tài trợ vốn cho Segway. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chúng ta trì hoãn do một lý do nào đó, vì một lý do nào đó, dù Covid
hay dù bất kể một vấn đề gì, thì Skyway đã chứng minh tất cả mọi thứ và đã rõ ràng, cũng như là đến ngày thành công. Chính vì vậy, các cổ đông Việt Nam chúng ta hãy tận dụng và chúng ta đoàn kết lại để làm sao tài trợ vốn một cách tốt nhất cho công nghệ Skyway ra thị trường sớm nhất. Các cổ đông Việt Nam chúng tôi nói riêng và người Việt Nam chúng tôi nói chung, chúng tôi đang làm nỗ lực và phấn đấu tài trợ vốn nỗ lực cho công ty Skyway để đưa công nghệ Skyway ra thị trường thế giới, cũng mong muốn công nghệ Skyway đến Việt Nam một cách sớm nhất để chúng tôi được trải nghiệm công nghệ Skyway để chứng minh cho thế giới rằng chúng tôi lựa chọn là đúng đắn. Thank you. Abiza chenna mit dia lai. Thank you Mr. Nguyễn Đạt Hùng. Hùng ơi, Hùng nói lời cuối cùng đi. Chúng tôi rất mong muốn ban lãnh đạo công ty Skyway Capital đến Việt Nam và giúp chúng tôi phát triển, tài trợ vốn phát triển và công nghệ Skyway được đưa đến Việt Nam sớm nhất. Nói rồi. Nói rồi. Ok. Nói rồi. Ok. Còn bạn nào nữa nhỉ? Vừa nãy. À Linh nói đi. Solam. 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 Francis Solam. Сейчас мы дам вам слово. Тео, Тео будешь перекладывать. Dobrý deň, přátelé z Vietnamu. Já jsem velmi rád, že tady můžu být s váma. Xin chào các bạn ở tại Việt Nam. Tôi rất vui mừng được lại được có mặt ở đây cùng với các bạn. Věřte mně, já každý den se dívám na možnost, jak letět k vám do Hanoje. Hàng ngày tôi vẫn cứ tìm trên mạng ấy, cái tình hình và những khả năng để bay sang Việt Nam cùng với các bạn. My už jsme se rozprávali, my jsme už říkali s Vladimírem, že už nám je to jedno, když budeme muset být v karanténě na 2 týdny, no musíme tam už přijet. Và chúng tôi đã cùng nói chuyện với ông Vladimír Maslov, chúng đã nói với ông là kể cả trường hợp mà có bị đi cách đi 14 ngày, chúng tôi cũng sẵn sàng sang để mà cách ly, sau đấy sẽ cùng làm việc với các bạn đấy. Tak nám vietnamští přátelé říkali, a co si vy myslíte, že co já v karanténě jak v hotelu, to je ještě horší jak v nemocnici. Thế còn có những bạn bảo là thế các bạn, thế các vị cứ nghĩ rằng là vào đi chỗ cách ly là sướng như khách sạn đấy à, bỏ còn kinh hơn cả bệnh viện đấy. Ale přesto já si myslím, že v augustě, v srpnu do Vietnamu už jakým způsobem, teďkom ještě nevím, ale my přijedem. Tôi nghĩ rằng là chắc khoảng tháng 8 thì không biết là bằng cách nào, nhưng chúng tôi đang rất là muốn đến đấy. No a samozřejmě na Oktoberfest 2. to je září, co to je září? Žijen. 2. až 4. října, no určitě tam přijedeme. Và chắc chắn là đến tháng 10 vào cái Oktoberfest vào ngày mùng 2 đến mùng 4 là chắc chắn là chúng tôi sẽ có mặt. Já jsem minulý týden měl meeting s top expertami, sky expertami z Vietnamu. Tuần vừa rồi tôi có cuộc là conference với các top và sky expert. Já jsem říkal, co jak jsem se díval na vše statistiky, které společnost Skyward Community má. Tôi đã xem các cái thống kê của trên của bên chỗ Skyward Community. Ve všech statistikách Vietnam je na prvním místě. Và tất cả các thống kê thì Việt Nam vẫn là đứng đầu. Já bych sem se vám za vaši práci chtěl naozaj velice vřele poděkovat. Và cũng qua đấy tôi rất là thành tâm để mà cảm ơn các bạn. Ale i přesto říct, buďte v střehu, protože Nigeria šlape na vaši patu. Nhưng mà chú ý một điều là các bạn phải cẩn thận đấy, bởi vì Nigeria đang nước Nigeria ấy là đang dẫm sau chân của các bạn kìa. Ale já přesto věřím, že i tento měsíc červenec bude pro Vietnam, jak to už jsme všichni zvyklí, že z hlediska objemu
investic budete opět vy na prvním místě. Và tuy vậy tôi vẫn tin tưởng rằng là đến tháng 7 thì các bạn vẫn là cái quốc gia đứng đầu. Je potřeba vědět, že vedení Skyward Community připravuje i už aj teďkom děláme mnoho aktivit, které se týkají vás investorů z Vietnamu. Vừa rồi thì Skyward Community cũng đã có những chương trình hành động để cho các cho Skyward của bên Việt Nam. Budeme to postupně s vámi komunikovat a jak jsem říkal, já s Vladimírem za velice krátkou dobu přiletíme do Vietnamu, protože máme tam rozjednaný velice silných partnerů, jedná se tam o více projektů. Ban lãnh đạo của Skyward Community sẽ thường xuyên sẽ giữ contact với các bạn để đưa ra những chương trình cần thiết. Và tuy nhiên là chúng tôi cũng muốn sang Việt Nam cũng vì một cái vấn đề khác là các dự án, bởi vì chúng tôi cũng đã có một số các đối tác rất là tiềm năng. Jsme vjednáni s některými vašimi kolegy, kde se jedná o velice seriózní investice. Bởi vì có một số các bạn cũng đang có những cái khoản đầu tư tương đối gọi là nghiêm túc. Takže ještě jedno na závěr mého příspěvku. Velice pěkně vám děkuji za přítomnost zde, protože my děláme, myslím, to je čtvrtý marafon, ale ještě takáto účast nikdy nebyla. Za to vám děkuji, že je taký zájem. Děkuji vám za vaši práci a pevně věřím, že brzy se uvidíme i v Hanoi, i v Ho Chi Minh City. Rất cảm ơn các bạn. Đây là cái chuyến marathon lần thứ tư của Skyward Community và chưa có một cái cuộc marathon nào mà vui vẻ đông đúc như của ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong một ngày gần đây. Přeji vám hlavně veľa zdraví, veľa úspěchů i brzy na shledanou. Chúc các bạn có nhiều luôn luôn có nhiều sức khỏe và có nhiều thành công và sẽ hướng lấy tương lai. Сейчас спасибо большое, Фразисола. Очень здорово ваше выступление. А сейчас Владимир Маслов, да? Здравствуйте, Владимир Маслов. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня слышно хорошо? Очень хорошо слышно. Спасибо. Я послушал коллегу Солара и немножко добавлю только сюда. Я очень рад с вами встретиться. Chúng tôi các bạn nghe rõ tôi chứ? Và tôi rất là vui mừng hôm nay thêm một số những cái lời sau ông Francisco là. Если мы уже традиция такая, почему я в Skyway? Я вам уже об этом говорил. Я только добавлю, что я вот думал, готовлюсь, что я скажу сегодня людям. Вы знаете, вьетнамский марафон для меня важный, потому что я очень полюбил вьетнамский народ. Các bạn có biết không? Các bạn đã biết là vì sao tôi đến với Skyway rồi, tại vì tôi nói rất nhiều lần rồi. Và đặc biệt là cái chương trình marathon này thì với tôi là rất quan trọng, đặc biệt là với Việt Nam vì tôi rất yêu Việt Nam. Я очень полюбил вашу землю, вашу природу. И я вижу очень большой потенциал в вашей стране. Tôi rất yêu các bạn, tôi rất yêu đất nước Việt Nam và tôi yêu con người Việt Nam và đất nước Việt Nam. И я, скорее всего, не случайно несколько дней назад смотрел видеозапись выступления Анатолия Юницкого, Анатолия Эдуардовича Юницкого на первой конференции в 2015 году. Không phải tự nhiên mấy ngày hôm trước thì tôi có xem lại cái video của ông Anatoly Yunitskiy vào năm 2019. И вы знаете, что он там сказал? Меня очень вот как-то вот так вот триггер сработал. Он сказал, что вы знаете, что те, кто вступили и поддержали проект, мы уже сообщество миллионеров. А те, кто из нас более активные, это уже миллиардеры, долларовые. Если доллар еще будет, если не будет доллар, будет что-то другое, еще более мощное. Ông ấy nói rằng là những người mà ủng hộ cho dự án Skyway sẽ trở thành những tỷ phú.
Поэтому tiền đô có giá trị. Поэтому очень приятно быть среди миллиардеров или миллионеров. Я не оговорился. Và chính vì vậy mà tôi xin chúc mừng tất cả các tỷ phú và các triệu phú tương lai. Может быть, мы когда-то так марафон, да. Мы, может быть, когда-то так марафон назовем, что марафон миллионеров. À, và lúc đó chúng ta sẽ gọi là làn sóng marathon dành cho các tỷ phú và các triệu phú. Ведь yes. Много коллег значительно моложе меня сегодня очень толково говорили об этом, что это проект, который дает людям возможность, в отличие от многих других проектов. Nhiều người trẻ nói với tôi rằng là đây là một cái dự án và nó đưa đến cái khả năng để cho nó khác hẳn với các cái dự án khác và đưa đến cái khả năng để cho mọi người trở thành những người giàu có. И в чем потенциал нашего успеха? Потенциал успеха проекта в успехе каждого, в твоем, в вашем, в моем. Это наш общий успех. Ты успешный и проект успешный. Thành công ở đây á, là thành công như thế nào? Thành công cho các bạn, thành công cho tập đoàn, thành công cho tất cả mọi người. Bạn thành công là chúng тоi thành công. И я очень рад, в первую очередь я сегодня в проекте... Я очень уже соскучился. Мы с Франтишеком Солором и раз, и два планировали, значит. Теперь еще что-то там отодвигает. Но как он уже сказал, что мы даже готовы карантин просидеть и там, и вернувшись обратно. Но главное, чтобы приехать к вам. Потому что работы много. Tức là chờ đợi và chúng tôi rất là mong mỏi để sang Việt Nam. Thế như các bạn biết đấy, COVID, rồi lại hết COVID và bây giờ lại bắt đầu COVID. Và chúng tôi vẫn chờ đợi, và khi nào sang được là chúng tôi sẽ sang. И у меня спрашивают, что, слушай, у тебя в Фейсбуке столько людей. Я говорю, вы посмотрите, большинство моих друзей это вьетнамцы. Đấy, tức là qua Facebook ấy, thì mọi người hỏi rằng là, trời ơi, nhìn kìa, Facebook của bạn bao nhiêu là người, mà tất cả bạn bè của tôi toàn người Việt Nam. Поэтому, дорогие друзья, мы на правильном пути, это я сердцем чувствую. Как я всегда говорил, я вас очень люблю. Я желаю нам всем успеха и еще раз повторю, от каждого успех нас, каждого зависит от того, как мы все вместе работаем. Успехов на скорых встреч. Да. Ông ấy nói rằng là ông ấy rất yêu Việt Nam và từ trái tim của ông ấy thì ông ấy nói rằng là chúng ta sẽ cố gắng và sẽ thành công và thành công của chúng ta là của mỗi người là của tất cả chúng ta và chúng ta sẽ làm sao để mà gặp nhau nhanh nhất có thể. До скорой встречи, Хен, спасибо вам за перевод. Đấy, và ông ấy nói rằng là chúng ta sẽ sớm thôi sẽ được gặp nhau và cảm ơn Hiền là đã kia rất là tuyệt vời. Спасибо. Спасибо слово, Владимир Маслов. Спасибо. Bây Сейчас, bây giờ thì sẽ đưa microphone cho bạn Hà Thị Lý ạ. Lý xin chào ban lãnh đạo công ty và tất cả cổ đông ạ. Lời đầu tiên Lý xin tự giới thiệu tên đầy đủ của Lý là Hà Thị Lý, đến từ Đắk Lắk, Việt Nam. Tôi rất là may mắn khi biết đến Skyway qua một người em, đó là em Phương. Nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn tới em Phương. Sau khi vợ chồng Hà Lý tìm hiểu và đặc biệt là đọc về lịch sử của Skyway thì vợ chồng Lý quyết định chọn Skyway làm sự nghiệp. Và lý do vợ chồng tôi chọn Skyway, lý do thứ nhất, tôi muốn ủng hộ ý tưởng công trình ông Anthony Junicki. Và lý do thứ hai là chúng tôi muốn đóng góp vào tương lai an toàn và thân thiện với môi trường. Và lý do thứ ba là tôi muốn mang giá trị Skyway đến với tất cả mọi người. Và tôi cũng mong là tất cả chúng ta cùng là góp phần xây dựng Skyway càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Và nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Ngài Chủ tịch Anthony Junicki đã và cho tôi gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty và tất cả các
các cổ đông đã đồng hành cùng chúng tôi. Tôi xin gửi lời chúc tới ngài Anthony Junicki và ban lãnh đạo công ty, lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và cho tôi lời chúc đến tất cả các cổ đông là sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Lý Nguyễn Mỹ Linh, Top Express. Vâng, xin chào tất cả các nhà đầu tư Skyway trên toàn thế giới cũng như các nhà đầu tư của Việt Nam. Thực sự hôm nay Linh rất vui và cũng hình như cũng đang rất là run, mà nhưng mà rất là vui khi được trực tiếp cái cầu truyền hình trên toàn thế giới cùng cả cổ đông thế giới cũng như Việt Nam. Xuất từ lúc nãy, tất cả các top expert của Việt Nam cũng như toàn thế giới đã nói rất nhiều những lời yêu thương, những lời tốt đẹp về Skyway. Thì Linh cũng như tất cả mọi người cũng thực sự là rất vui và tự hào khi là những người, những leader gần như là top Việt Nam đã lan tỏa cái dự án Skyway đến cộng đồng người Việt Nam. Và hiện tại thì cộng đồng của Việt Nam chúng ta đang đón nhận dự án Skyway rất là lớn. Và Linh chỉ muốn một lần nữa chúc mừng tất cả những nhà đầu tư của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đã đón nhận dự án Skyway này một cách mạnh mẽ, và chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa dự án Skyway đến cộng đồng thế giới cũng như cộng đồng người Việt Nam. Bởi vì khi chúng ta hành động thì mọi thứ mới tạo ra kết quả, và tất cả chúng ta đều là những người yêu quý Skyway, yêu quý cái công nghệ này, và chắc chắn trong tương lai Skyway sẽ chiếm 50% thị phần giao thông trên toàn thế giới. Và chúng ta giàu hay rất giàu thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy hành động để chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần của Skyway, nhiều nhất có thể, nhiều nhất có thể. Linh chỉ có muốn nói với cả mọi người như vậy. Top Express Chi Tuấn Ảnh. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới ban lãnh đạo cũng như là toàn thể các cổ đông trong nước và quốc tế lời chào. Tên đầy đủ của tôi là Trịnh Tuấn Anh và tôi đến từ Vĩnh Phúc. Tôi tham gia Skyway vào năm 2017, và từ 2017 đến giờ thì tôi chỉ làm duy nhất là Skyway. Và lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với công nghệ Skyway thì tôi thấy đó là một cái chiếc xe rất là đẹp. Và khi tôi được tìm hiểu sâu hơn về công nghệ Skyway thì tôi thấy là có rất nhiều các giải pháp ứng dụng kỹ thuật cao vào công nghệ này. Như là trí thông minh nhân tạo. Skyway các Omni chị cũng biết đến trí các AI blockchain. Blockchain. Thị giác kỹ thuật. Và tôi thấy là tất cả các cái giải pháp đấy đều đáng giá hàng tỷ đô la. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội đầu tư rất tốt cho mình. Và công ty này không chỉ giải quyết cái vấn đề về vận chuyển hàng hóa đi lại, mà còn giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng, nhà ga, bến đỗ, rồi là cái cách thức để lấy năng lượng. Và tôi nghĩ rằng có nhiều người không hình dung được là công ty sau này sẽ lớn như thế nào. Chính vì vậy, ngay từ đầu tôi đã nắm bắt ngay cái cơ hội này. Và nhân đây thì tôi cũng xin phép là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ngài Chủ tịch Junicki. Và gửi tới ngài lời chúc sức khỏe và thành công hơn nữa. Và tôi rất thích một cái câu nói của ngài, một cái câu nói vui nhưng đầy hàm ý. Đó là trong một cái buổi phỏng vấn với Michael Chen, ông ấy nói rằng là Michael Chen ngồi trước ngài không phải, bây giờ không phải là một công trình sư nữa, tổng công trình sư nữa, không phải là một nhà thiết kế chung nữa. Trước mặt ngài bây giờ là một doanh nhân, hay gọi tôi là một doanh nhân. Và điều đó muốn nói với chúng ta rằng là công ty bây giờ đang trong giai đoạn thương mại, và sắp tới quy mô thương mại sẽ ở mức độ toàn cầu. Chính vì vậy mà tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các nhà đầu tư của mình là chúng ta hãy chuẩn bị một tinh thần tốt nhất, một sức khỏe tốt nhất để cùng nhau chào đón những cái kết quả, những cái thành tựu lớn của công ty sắp tới. Và chúng ta hãy cùng nhau tập trung, cùng nhau hành động để đạt được những cái mục tiêu trước mắt. Và sắp tới là những cái mục tiêu xa hơn. Khi công ty ở mức độ thương mại toàn cầu thì chúng ta sẽ có nhiều việc để làm hơn và nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Bởi vậy chúng ta hãy ở lại đây và đừng đi đâu cả. Một vài trăm triệu, một vài tỷ không khẳng định chúng ta là ai. Chính vì vậy chúng ta cần phải lựa chọn những cái công ty là có bề dày lịch sử,
có kế hoạch chiến lược hàng trăm năm như Skyway. Công sẽ sớm đến với tất cả chúng ta. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn. Nói như người Tây rồi. Yeah. Yeah. Hay quá. Yeah. Wow. Look at the ball. Vứt cúp lên nhỉ? Ô, chín khá đột xìa. Thế này còn phải thi đấu với Mỹ Anh. Hôm nay đấy không nhỉ? Anh Thế ơi, bên anh những ai là người phát biểu đấy? Để hỏi xem anh Thắng đâu rồi? Anh Thắng với cô Thủy với Trung xem. Bên này đang có hiện nay có một người một anh bạn người người Séc. Anh ấy là vâng ạ, để cho anh ấy phát biểu đi, anh Thế dịch nhé. Anh bạn người Séc đây, anh ấy là anh trước đây Séc là làm, anh Thế dịch đi. Vâng, anh ấy là trước đây là làm trong phòng kinh tế đối ngoại của cái hãng xe Skoda của Cộng hòa Séc. Thì lúc mà anh ấy biết được cái cơ hội này thì anh cũng bỏ việc và đi làm Skyway đây. Thế thì giới thiệu với tất cả anh chị em ở trong Việt Nam, đây là anh Ruda Weiger và anh ấy cũng là một cũng người đang hoạt động như thế này, thì có một vài lời chia sẻ với anh chị em mình nhá. Xin Zdravím všichni kamarády a přátelé Vietnamu. Xin gửi lời chào tất cả các bạn ở Việt Nam. Já jsem do Skyway přišel v květnu 2016. Tôi đến với Skyway vào tháng 6 năm 2016. A v srpnu 2016 vystupuju z automobilového průmyslu. Và đến tháng 8 thì tôi đã bỏ ngành công nghiệp ô tô. Rời khỏi ngành công nghiệp ô tô, sản xuất ô tô. Tam jsem pracoval 23 let. Ở tại đấy thì tôi đã từng làm việc 23 năm. A teď můžu poděkovat panu Junickému. Tôi hiện nay có thể nói một câu cảm ơn tới ngài Junický, který mi dal tuhle tu příležitost propagovat tuhle tu revoluční technologii. Bởi vì ngài đã cho tôi một cơ hội để đi quảng bá một cái công nghệ tuyệt vời này. Já jsem se rozhodoval na třech aspektech. Tôi quyết định bởi vì có ba cái vấn đề. Vzdělání a síla a víra pana Junického. Bởi vì cái tình yêu, cái trí tuệ và cái lòng tin của ngài Junický. Za druhé, to byl jeho 15-etapový plán. Và tiếp theo ấy là cái kế hoạch 15 bước của ngài Junický. A za třetí bylo to, že to šetří životní prostředí. Và điều thứ ba ấy là ngài quan tâm đến vấn đề môi trường. Se síťovým marketingem jsem neměl vůbec, ale vůbec žádnou zkušenost. Còn về cái vấn đề làm cộng đồng mạng ấy thì tôi hoàn toàn không biết một tí gì luôn, chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm gì về làm mạng. V současné době mám asi 1000 klientů. Trong thời gian hiện nay thì tôi có khoảng 1000 người. Stále a stále dělám a dělám. Và bây giờ thì luôn luôn và chúng tôi vẫn đang còn tiếp tục công việc. Víme, že to přijde. Tôi biết là nó sẽ đến, cái gì đến sẽ đến. Myslím si, že se na to těšíme všichni. Và tôi tin tưởng là tất cả chúng ta đều mong chờ đến ngày đó. A všem kolem nás přeju hodně úspěchů a štěstí a zdraví. Và tôi gửi lời chúc sức khỏe hết tất cả các bạn trong xung quanh đây, trong phòng Zoom này và cũng những người còn xung quanh nữa. Děkuji za vyslechnutí. Cảm ơn các bạn đã nghe. Cảm ơn, xin chào. Xin chào. Và bây giờ còn ai phát biểu không ạ? Vâng, không biết là bác Thắng có mặt đây không? Anh Chính, có. Bạn Chính muốn phát biểu không nhỉ? Bạn Chính đâu ấy nhỉ? Đây. Chính đâu? Chính ơi, Chính phát biểu đi. Chính ơi. Chính đâu rồi nhỉ? Thế à, anh Thắng đâu ấy nhỉ? Anh Thắng đâu? Đây, anh Thắng đây. Anh Thắng phát biểu đi. hôm nay rất là vui. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, chào anh Thắng. Gặp lại tất cả những người quen thân. Tôi rất là may mắn là lại
bay chuyến cuối cùng từ Đức về và có 14 ngày ở trong trong khu cách ly. Chúc mừng. Và mùng 4 tháng 6 thì được tự do. Hôm nay thực sự là vui quá, bởi vì lần đầu tiên mà là trên cái Zoom mà chúng ta được gặp nhau và những người quen và những người thân yêu cả. Trước hết thì chúc tất cả mọi người sức khỏe và trong cái điều kiện Covid này thì chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa. Tôi cũng xin nêu một số cái ý kiến, mấy cái lý do mà tôi cũng đã tham gia vào với Skyway. Lần đầu tiên được nghe đến Skyway là do một cái người em đấy là Khánh Tùng. Và sau đó nữa là được nghe Thế nói đến Skyway. Biết đến Skyway ấy, thì cái điều quan trọng nhất ấy, thì tôi thấy rằng là có một loại động cơ nó sẽ thay thế cái loại động cơ của thời đại. Cái động cơ đốt trong là cái động cơ nó đã hủy hoại cái môi trường này và nó phát thải 70% cái khí CO2. Thế thì cái slogan ấy là giải cứu hành. Anh Thắng kết nối lại đi. Internet của anh Thắng có vấn đề rồi đấy. Mọi người vẫn nghe thấy tốt không? Bên này vẫn nghe rất là ok. Chỉ có mỗi cái là không biết anh Thắng chỉ biết lý do tại sao. Anh Thắng mất mạng. Mất kết nối. Còn mọi người thì vẫn nghe tốt lắm. Tất cả của mọi người đều nghe tốt. Còn ai nữa không nhỉ? Trong lúc chờ anh Thắng thì có thể là đồng chí Chính chăng? Chính đâu rồi? Chính vừa nãy thấy xem mà người đến đâu rồi. Alo anh Thắng ơi. Chú Thắng nhưng chú mất mạng. Mạng rồi. Thôi trong lúc chú Thắng mất mạng thì Thanh Hiền xin nói qua đôi lời về Thanh Hiền một chút vậy. Mọi người có nghe thấy Thanh Hiền nói không ạ? Vẫn nói à? Thanh Hiền thì biết đến Skyway tháng 6 năm 2012. Và rất là cảm ơn bạn Linh. Bạn Linh và anh Thắng. Thực ra anh Thắng là người giới thiệu với Thanh Hiền. Nhưng thì anh Thắng lại không chia sẻ. Thế nên là Thanh Hiền, nói thật là Thanh Hiền là văn nghệ sĩ, nên là nếu mà không chia sẻ thì Thanh Hiền không hiểu. Và khi gặp bạn Linh thì bạn Linh đã chia sẻ cụ thể và Hiền thấy đây nó là một cái dự án vô cùng tuyệt vời. Và ngay tức thì Hiền đã đầu tư luôn. Đó, thì đấy nó cũng là cái duyên. Thế nên là hiện nay thì Thanh Hiền tôi vừa mới nói rằng là tôi biết đến dự án Skyway và rất là cảm ơn trước tiên là anh Thắng và bạn Linh. Coi như tôi cảm ơn cả hai người. Mặc dù là đến bây giờ thì tôi đầu tư với bạn Linh, thế nhưng tôi cũng cảm ơn anh Thắng là vì ít nhất là tôi đã nghe đến cái chữ Skyway và tôi đã trở thành expert và tôi coi dự án Skyway nó là cái dự án của bản thân, của gia đình. Tại vì tôi có 29 năm sống, sinh sống và làm việc ở Nga và cả gia đình nhà tôi đều sống ở Minsk, Belarus. Tôi là tốt nghiệp thạc sĩ âm nhạc ở Nhạc viện Minsk, Belarus. Và con trai tôi cũng sinh ra ở đấy, con gái tôi cũng tốt nghiệp ở đấy, con rể tôi là tham tán đại sứ thương mại đó. Thế nên là tôi coi cái dự án này nó giống như là của bản thân mình. Và tôi từ đó đến nay thì tôi chỉ làm Skyway, không làm bất kể một cái gì khác. Đấy là cái quan niệm của tôi. Khi mà tôi đã yêu thích cái gì đó thì tôi làm. Và tôi dồn 100% thời gian, 100% năng lượng cho cái công việc của mình làm. Chính vì vậy mà nó thành công. Với một cái người 60 tuổi, hơn 60 tuổi như tôi mà làm được như vậy thì tôi nghĩ đấy là một cái sự vô cùng tuyệt vời, vì là mình đã dồn tất cả cái năng lượng cũng như là sức lực và sự hiểu biết và mối quan hệ của mình cho cái công việc này. Tôi nói với các bạn rằng là khi tôi biết đến Skyway ấy, thì tôi chỉ mơ rằng là tôi có 1 triệu cổ phần thôi. Nhưng mà hiện nay thì gia đình nhà tôi đã nắm giữ hơn 10 triệu cổ phần của Skyway. Và đấy là ước mơ của tôi. Và tôi vì cái mục đích đó và tôi đã đạt được. Tôi cảm thấy vô cùng là hài lòng và rất là yêu Skyway. Chúc cho ngài Anatoly, lãnh đạo của tập đoàn, các lãnh đạo của tập đoàn Skyway, đặc biệt là ông Vladimir Maslov và ông Francis Sola và tất cả các cổ đông cũng như các nhà đầu tư của Skyway trong cái hệ thống của tôi, trong cái đội nhóm của tôi đã cùng đồng hành với tôi. Trong đội nhóm của tôi thì có rất nhiều những các anh các chị đã học ở Nga về, và các anh các chị đấy rất lớn tuổi, thậm chí có những cái nhà đầu tư mà sinh năm 1932, đáng tuổi cha ông của chúng ta. Thế và những nhà đầu tư mà 70, 80 rất nhiều. Và người ta khi các anh các chị là những người đã học ở Nga và các anh các chị biết được là đây là một cái dự án của một cái nhà khoa học Nga với một tâm hồn người Nga và tin tưởng và đã đóng góp tài trợ cho dự án rất là nhiệt tình.
Tôi có cái lời chúc cuối cùng gửi đến ông Anatoly Yunitsky và đến các lãnh đạo của tập đoàn, và đồng thời gửi đến tất cả các cổ đông và của Việt Nam và các cổ đông trên thế giới. Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, sức khỏe, đặc biệt là trong cái đại dịch Covid này. Hãy có một cái sức khỏe mạnh khỏe và không chỉ thành công trong cuộc sống mà thành công trong công việc, và đồng hành để trở thành những người hạnh phúc và giàu có cùng với tập đoàn Skyway. Xin kết thúc ạ. Như vừa rồi là bác Thắng là muốn vào nhưng đăng ký vào không đăng ký vào nổi. Bác ấy vừa bảo là không vào được. Và trong lúc này nếu thế, có thầy nói gì với Skyway đi. À, đây thì có một bạn là một kỹ sư của vùng mỏ, thì bạn Trung, xem thử bạn ấy có ý kiến gì không nhỉ? Có một lời gì không? Bạn Trung à? Bạn Trung đâu? Xin chào tất Trung. Cả các anh chị cổ đông. Xin chào ngài Vladimir Manov, ngài Sola. Được biết đến cơ hội Skyway thì cách đây là Trung được biết cơ hội này đến cách đây là năm 2018. Thì được anh Nguyễn Thanh Tuấn và chị Thủy và anh Theo Nguyễn, anh Thế đấy, là chia sẻ với Trung. Thì thực ra trước đây, cách đây 13 năm ấy, là Trung đã từng tham gia vào một đội chế tạo robot để thi các cuộc thi Robocon của Việt Nam. Thì nó thực sự để chế tạo được một con robot có thể chạy được tốt, giống như là con tàu của Skyway là chạy tự động hoàn toàn, nó là một cái điều mà gần như là viễn tưởng, đúng không? Chắc là các bạn chưa tham gia chế tạo, nhưng mà mình đã tham gia rồi thì mình thấy đấy nó gần như là một cái việc mà viễn tưởng. Ai mà chế tạo được con tàu đấy thực sự là một người mà quá giỏi, mình quá khâm phục ông Whisky. Cho nên là mình đã tham gia đầu tư, và đến nay thì mình cũng đã sở hữu được khoảng vài triệu cổ phần của tập đoàn Skyway. Thì đối với mình đấy chính là một cái điều tuyệt vời, và cũng mong là tất cả mọi người cổ đông và các nhà đầu tư là luôn luôn đồng hành để hỗ trợ cùng với Skyway, để trong thời gian tới chúng ta sẽ tiến hành thương mại, đúng không? Thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Đây mình có một, trên tay mình có một cái cuốn sách dài khoảng 56 trang, mọi người có nhìn thấy không? Cuốn sách này nó rất là cơ bản, dành cho những nhà đầu tư mà mới tìm hiểu. Thì các anh chị nào mà muốn có cái cuốn sách này có thể inbox cho mình, hoặc là anh Theo Nguyễn á, để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này, và để mình có cái sức để mình đi lan tỏa cho mọi người biết là cái công nghệ Skyway này nó tốt lắm, nó rất cần cho Việt Nam và rất cần cho khắp nơi trên thế giới, để được làm sao chúng ta di chuyển an toàn này và hiệu quả, tốc độ nhanh và đảm bảo được là cái môi trường. Tức là bây giờ là mọi người biết là môi trường của chúng ta bây giờ là rất là khắc nghiệt, rồi là rất nhiều các cái thiên tai dịch bệnh nó xảy ra. Thì mọi người đầu tư vào Skyway sẽ là giúp cho môi trường của thế giới nó sẽ trong sạch hơn. Trung nói dài quá làm chị không dịch được. Quên mất, chị cũng quên mất là không dịch cho Trung. Tức là yes Trung. Được. Em nói tiếp đi, nói ngắn ngắn rồi để chị dịch, chị cũng quên mất là quên đó là chị phải dịch. Vâng, cảm ơn chị. Ra thì công nghệ Skyway ấy, nói ra thì nó rất là dài, nhưng mà đối với mình ấy, thì là Skyway nó là một công nghệ cực kỳ tuyệt vời, nó tổng hợp gồm nhiều công nghệ, trong đấy có thứ nhất là công nghệ chế tạo đường ray, thứ hai là công nghệ điều khiển tự động, thứ ba là công nghệ động cơ đấy ạ. Động cơ, thứ tư là hệ thống cân bằng động giúp cho tàu chạy là cực kỳ nhanh và an toàn, đúng không? Thì Skyway ấy, khi nó đã sinh ra thì chắc chắn những cái hệ thống giao thông khác sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì là cái gì nó sinh ra mới tốt hơn thì mọi người sẽ sử dụng nhiều hơn, và chúng ta là những nhà đầu tư góp vốn cho tập đoàn Skyway, chắc chắn là chúng ta sẽ thành công và tập đoàn cũng sẽ thành công. Và nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Thanh Tuấn, chị Nguyễn Thu Thủy, anh Nguyễn Sĩ Thế và
Cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn đã luôn hỗ trợ cùng với lại cổ đông Việt Nam, và chúc cho chúng ta là sẽ lan tỏa cái công nghệ này đến tất cả mọi người. Cảm ơn chị Hiền đã giúp đỡ các nhà đầu tư Chandes trang cho tập đoàn. À, còn ai nói nữa không ạ? Anh Thắng đã vào chưa? Nếu mà anh Thắng chưa vào thì thử hỏi anh Nguyễn Sĩ Thắng có đây không? Anh Nguyễn Sĩ Thắng có đấy không ạ? Chị Thu Thủy ạ? Chắc là bị ao rồi. Dạ, vâng em chào anh ấy chị ạ. À đây rồi, ôi rồi. Tự nhiên này có. À, đâu ấy nhỉ? Hình như đang nằm. Chị Hiền nghe cho em nói không ạ? Đâu đâu nhỉ? À đây đây đây, à có, chị nhìn thấy rồi. Ừ, chào dạ. Chào Thủy. Thì nói ngắn ngắn còn dịch nhé. Dạ vâng, em cũng không có được nói nhiều đâu. Vâng. À, lời đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn và chào tất cả các anh chị em với nhà đầu tư đang có mặt ở trong Zoom này ạ. Và em cũng xin chân dạ vâng. Chị dạ vâng. À, em cũng xin trân trọng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến gần 3.000 nhà đầu tư đã đồng hành cùng em trong gần 3 năm qua. À, điều đặc biệt nhất ý, là em gửi lời cảm ơn tới bot Nguyễn Sĩ Thế, tức là Facebook theo Nguyễn ấy, người đã giới thiệu và chia sẻ cho em cái cơ hội Facebook, cái cơ hội Skyway này ạ. Và cũng là người đã đồng hành với đội nhóm 3.000 người của chúng em trong suốt thời gian qua. Và em cũng cảm ơn tới ngài Vladimir Maslov cùng với lại ngài Vladimir, là những người dẫn đầu của đội nhóm châu Âu cùng với lại đội nhóm Việt Nam trong đội nhóm của em ạ. Vâng, lý do mà em tham gia Skyway ấy, cũng như là trong rất là muôn nhiều người đầu tư ấy, người ta có nhiều cách để người ta tham gia, tức là người ta tin rồi người ta mới đồng hành, và thứ hai là người ta phải hiểu là người ta mới đồng hành. Thì em là người tin rồi em mới đồng hành, vì là em có một người dẫn đường tin cậy và một đội nhóm cũng tin cậy cái cách mà em đã tin. Dạ. Dạ, à, về cái dự án Skyway ấy, thì là càng tìm hiểu thì lại càng tin cậy. Bởi vì là thứ nhất là dự án này là cái quan trọng nhất là vì môi trường, và cái vấn đề, cái vấn nạn về tắc nghẽn giao thông ấy, là cái vấn đề đang rất là quan ngại nhất ở trong cái xã hội hiện đại. Dạ vâng, và em cũng rất là may mắn là em có tham gia vì sự tin cậy, nhưng mà sau cái sự tin cậy đấy thì là em có tìm hiểu, và những cái điều đấy đã thúc đẩy em để em chia, khi mà em đã tin cậy thì em chia sẻ rất tự tin đến cộng đồng. Dạ. Skyway không chỉ giải quyết vấn đề thay đổi nhận thức về giá trị của công nghệ phù hợp với lại xu hướng của thời đại, mà là còn giúp rất là nhiều các nhà đầu tư cũng như là những cái người tham gia đầu tư, và những nhất là các cái những người chia sẻ các cái giá trị này đến cộng đồng, có thể là thay đổi về nhận thức, đồng thời thay đổi về cái cục diện tài chính của rất nhiều người ạ. Cũng em rất là xin cảm ơn giá trị mà Skyway mang lại, xin cảm ơn ngài Unisky, người tổng công trình sư và là người người đã sáng tạo ra cái công nghệ này, và cũng là một như là lúc đấy các anh các chị chia sẻ đấy, là cũng là một nhà kinh doanh tài ba đấy ạ. Bây giờ nếu như ngài nói đấy ạ, vâng, là người đã sáng tạo ra hệ thống giao thông thế hệ mới để đã thay đổi cái thế giới này trong tương lai ạ. Ngoài cái giá trị lan tỏa về về công nghệ thì các nhà, ngoài cái giá trị lan tỏa về công nghệ thì các nhà đầu tư cũng như các leader đã có thể là chia sẻ về cái có thể thay đổi về các cục diện tài chính cho rất nhiều người, và em cũng hy vọng là trong thời gian không xa, khi mà Skyway lên sàn thì sẽ tạo ra một thế hệ tỷ phú mới của những người rất trẻ ở Việt Nam. Và em cũng qua đây em xin gửi lời chúc các anh các chị và tất cả các nhà đầu tư thành công với Skyway trong tương lai và ở hiện tại và trong thời gian tương lai. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em cảm ơn mọi người, em cảm ơn chị Hiền ạ. Em cảm ơn dạ, em chào mọi người ạ. Còn ai nữa không ạ? Cảm ơn cô Thủy. Thế bây giờ xem anh chị Thắng có đây không, hoặc là bác Phạm Văn Thắng đã vào được chưa? Máy yếu đấy ạ. Anh chị Thắng có không? Chị Thắng và Phạm Văn Thắng ạ, còn hai anh Thắng đấy ạ. Bạn Trung ạ. Anh Thắng đây. Anh Thắng đây. À, anh Thắng nói đi. Có lẽ để cho bác internet nhé, đừng để đứt mạng nhé. Chắc là nó có cái trục trặc.
nói lại rằng là rất là cảm ơn mọi người và hôm nay được gặp đều là những người thân yêu cả. Đó là cái điều là quý giá. Đây là một công nghệ sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của nền kinh tế quốc tế của nhân loại, chứ không riêng gì chỉ là giao thông. Nó thay đổi toàn bộ cái nền kinh tế của nhân loại, ảnh hưởng đến ngành chế tạo ô tô, ảnh hưởng đến ngành xăng dầu, ảnh hưởng đến ngành làm đường, ảnh hưởng đến ngành làm cầu, và tất cả những cái vận chuyển trên cái hành tinh này sẽ được thay đổi theo cái công nghệ Skyway. Đó là điều vĩ đại mà ngài Zelensky đã ban lại cho nhân loại. Phần thưởng này thì đến với tất cả những người mà hữu duyên, những người có trí tuệ và là những người sẽ làm thay đổi cái thế giới này. Tôi đã nỗ lực làm và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để góp sức cùng với tất cả mọi người nhanh chóng nhất là có những cái có những hiện thực ở tại đất nước Việt Nam thân yêu. Theo đánh giá của tôi thì nếu mà trong cái thời đại mà đang Covid thì chính là cái mà chúng ta phải gia tăng cái hoạt động Skyway để cho nhiều người hiểu đến Skyway và nhanh chóng nhất để thay đổi cái hoàn cảnh của tất cả nhân loại này. Bởi vì nếu có dừng lại cái hoạt động của động cơ đốt trong thì môi trường mới sạch được. Cảm ơn em Hiền, cảm ơn tất cả mọi người đã có lắng nghe những cái chia sẻ của tôi và chúc mọi người sức khỏe. Xin hết rồi. Xin chào. Xin chào. Francisco Lai Vladimir Maskov. Merci, papa, msion. Teo, ya pole puto gavarit po-slovatski. Teo, ты здесь? Yes. Ja chtěl bych poděkovat všem, kteří dnes vystoupili. Tôi cũng rất là cảm ơn các bạn hôm nay đã có những lời chia sẻ. Opět jste potvrdili jednu věc, že jste nejlepší skupina v celé komandě společnosti Skyward Community. Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái gì mà tốt nhất, những cái nhóm tốt nhất ở trong cái Skyward Community. Já jsem velmi rád, že jsem našel u vás mnoha přátel. Và tôi cũng nghĩ rằng là tôi đã tìm thấy ở trong tại Việt Nam rất là nhiều bạn bè. Tak jak Vladimír říkal, já tež mám rád vaši krajinu, mám rád vás všech. Cũng như ngài Vladimír Maslov cũng nói, chúng tôi là yêu đất nước, quê hương, những cái phong cảnh, rồi là con người của Việt Nam. Já jsem přesvědčený, že ještě mnoho piva vypijeme společně v Hanoji alebo v Ho Chi Minh City společně s vámi ve Vietnamu. Ještě raz vám děkuji z hlubokého srdce a přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů. Chúng tôi tin chắc rằng tôi sẽ còn có rất nhiều thời gian, rất có nhiều lần để đến ở Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh hay thành Sài Gòn hay Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta còn gặp nhau để còn làm công việc nhiều nữa. Và tôi cũng chúc cho tất cả các bạn rất nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào. Спасибо большое, Francis Sola. А сейчас я даю микрофон Владимиру Маслову. Будьте добры, пожалуйста. Спасибо, дорогие друзья. Вы знаете, это мероприятие, оно всегда дает силы. Я надеюсь... Tôi cảm ơn tất cả các bạn. Có những cái buổi như thế này, chúng ta lại tiếp sức cho nhau. Я очень благодарю от своего имени лично и от моих коллег весь ваше сообщество, всех и лидеров, и топ лидеров, и вообще инвесторов Вьетнама. Это очень сильная команда. Спасибо вам. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các top expert và tôi luôn luôn tự hào về các bạn. Cảm ơn về tất cả các top expert của Việt Nam, thị trường Việt Nam. Tôi rất yêu các bạn. И нечего добавить. До скорой встречи, как говорит Франциск Солар. Мы уже чемоданы приготовили, все готово. Скоро увидимся. Okay, ông Vladimir Maslov và ông Francis Sola lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng vali, được cái là đi lên đường sang Việt Nam ngay. Rất là yêu quý Việt Nam và rất nóng lòng để muốn được sang Việt Nam. Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Мы так же. Очень ждем вас. Да. Очень любим вас. И очень не хватает вас.
Спасибо. Спасибо вам. Да. Любовь взаимная, это очень хорошо. Передайте всем. Ông Hiền nói rằng là chúng tôi rất là mong chờ, chúng tôi rất là yêu các ông, chúng tôi rất là mong chờ chờ các ông và chúng tôi rất là chờ đợi các ông. Thì ông ấy nói rằng là chúng tôi cũng như vậy, chúng tôi cũng rất là yêu các bạn, rất nhớ các bạn và lúc nào Vali sẵn sàng là được cái là lên đường đi Việt Nam ngay. Спасибо переводчикам и до скорых встреч, друзья. Да, buổi marathon của chúng ta đến đây là đã tạm dừng. Xin thay mặt tất cả các leader cũng như top expert của Skyway Việt Nam chúc các bạn mạnh khỏe trong đại dịch này, hãy giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công với Skyway. Chúng ta hãy vì Skyway Việt Nam, vì Skyway thế giới và hãy mua thật nhiều cổ phần trong cái chương trình Step Up 2021 này. Ai chưa đạt được chỉ tiêu thì hãy mua, hãy tranh thủ, chỉ còn có hơn 30 ngày nữa thôi. Hãy tranh thủ và đạt được mục tiêu của mình. Xin chúc tất cả các bạn một lần nữa mạnh khỏe và chúng ta cùng hô Skyway Việt Nam. Hai ba. Skyway Việt Nam. Bye bye. Tất cả các chị em nha. Bye. Xin chào. Ngày hôm nay là rất là hạnh phúc được gặp tất cả các bạn bè, gặp các nhà đầu tư, các top expert ở Việt Nam. Và hy vọng ngày sớm thì trong một ngày gần đây thì lúc nào mà cái đại dịch mà nó cho phép ấy, thì các ngài Sola và ngài Maslow có thể về thì là theo cũng sẽ và đồng hành với cùng các bạn. Và chúc nhiều sức khỏe và an toàn trong đại dịch. Xin chào mọi người. Xin chào. Đức Vida nhà chất quyền. Bye bye. Cố gắng cố gắng có những cái nơi cho các nhà đầu tư được yên tâm hơn nhá. Ok. Xin chào. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt. Ngủ ngon nha. Các anh chị ngủ ngon nha. Bắt tay nhau đi. Bạn ơi, lợi vẫn trong miền Nam hả? Lợi vẫn trong miền Nam à? Lợi công vẫn trong miền Nam à? Lấy xe người ta cứ chầu, lấy người ta lấy trong Sài Gòn. À thế ạ? Vâng ạ.